Này, dạy nhỏ kia. Dạ em xin lỗi ạ. Gái con lưới, tại sao chàng cướp vậy? Chú ơi, chú ơi cho con hỏi, sáng nay tao có sự vụ nào không hả chú? Có sử dụng. Có phải vụ bán tân vật giả không hả chú? Đúng rồi, bị cáo là Lê Quỳnh Hoa. Dạ đúng rồi, nó là mẹ con đó chú. Tại sự sao hả chú? Sau khi tòa kết án 3 năm tù giam thì bị cáo ngất xỉu. Tôi nghe nói bị cáo là bị bệnh tim. Tôi không biết là có sống nổi 3 năm để trở về nhà không. Chào cô. Châu Anh. Buông ra. Tại sao? Tại sao anh không đi với triệu tập cho tôi? Tại sao hôm nay mới tôi đeo tòa mà anh không nói tôi biết? Thật sự anh không biết gì hết. Anh cũng giống như em thôi. Sáng nay anh mới biết mọi chuyện nè. Anh xạo có đúng không? Anh nói dối tôi đúng không? Anh không có nói dối. Anh xin thề đó. Tất cả mọi chuyện đều do thằng Siết của anh và con Linh Diêm nó làm. Tối nay về anh sẽ xử tụi nó. Ba tôi đã bị xử 3 năm tù rồi. Anh biết không? Châu Anh à, em bình tĩnh lại đi. Bao nhiêu năm không quan trọng. Em nên nhớ, sáng nay chỉ là sơ thẩm thôi. Mình còn một phiên tòa phúc thẩm nữa. Lúc đó thì mọi chuyện mới được quyết định. Em tin anh đi. Trong thời gian đó, mình sẽ tìm cách để cứu má em. Em tin anh đi, nha. Anh nói thật phải không? Anh chắc chứ, đúng không anh? Chắc, Châu Anh là chắc chắn mà. Anh sẽ có cách để cứu má em. Đúng rồi, lúc đó có em sẽ ra làm chứng, đúng không anh? Đúng vậy, mà em sẽ không sao đâu, em tin anh đi. Bây giờ mình về đi. Anh sẽ điều tra đứa nào giấu giấy triệu tập của em. Anh sẽ xử nó. Nhưng mà tại sao tụi nó đối xử với em như vậy? Tại sao? Đó là má của em mà. Châu Anh à, ở đây là phiên tòa, em không được nói lớn tiếng như vậy. Bây giờ mình đi về tìm cách cứu má em nhé. Đi em. Anh hai, quánh nó nữa hả? Mày thả ra đi. Anh đánh tôi đi, anh đánh đi. Tôi muốn tốt cho anh thôi mà. Mày muốn tốt cho tao là sao? Nếu như nó ra tòa gặp má nó, má nó được tha, nó sẽ về ở với má nó luôn. Anh sẽ mất tất cả đó. Cái con này, mày nói chuyện với anh hai mày nói vậy đó hả? Nó nói đúng đó. Hả? Nó nói đúng hả? Nó nói đúng vậy. Anh hai, về mọi việc coi như giải quyết xong ha. Bây giờ mình đi ăn nhà hàng ha. Tối về đi ăn nhà hàng. Ăn nhà hàng? Mà tao với cho anh đi ăn. Còn hai đứa bay ở nhà. Một đứa thì lau toilet, còn một đứa thì lau nhà từ trong ra ngoài. Không được dính hạt bụi nào. Nếu không thì đừng có trách tao. Má ơi, con có lỗi với má nhiều lắm. Nếu mà có em ở đó thì em đã nói ra mọi tội lỗi của ông ta. Chắc chắn mà em sẽ không bị xử nặng như vậy đâu. Mọi chuyện không phải đơn giản như em nghĩ đâu. Ông Phan là chủ mưu mà bây giờ mấy đã chết. Còn cha dượng của em quy hết tội lỗi cho ông ấy. Bây giờ mình biết làm như thế nào? Em vẫn giận mình lắm. Nếu như ba em nhìn thấy em thì ba em sẽ không đau khổ như vậy.
Người ta nói sau khi tòa tuyên án mà em đã ngất xỉu. Châu Anh à, anh rất là hiểu tâm trạng của em. Anh cũng trách bản thân mình là tại sao không biết chuyện này sớm hơn. Nhưng mà em yên tâm đi, anh sẽ đuổi cổ tụi nó ra khỏi nhà. Anh có đuổi tụi nó thì ba em cũng đâu có được xử lại đâu. Ok, bây giờ em muốn sao anh làm đi. Em chỉ muốn ba em thôi. Em muốn ba em được thả ra. Anh hiểu, anh hiểu. Mà bây giờ em phải bình tĩnh suy nghĩ lại. Bây giờ điều quan trọng là em phải thật thoải mái. Nếu như em ngã bệnh, má biết được có vui hay không. Nghe anh, ngồi xuống đây. Hay là tối nay mình đi chơi nha. Mình đi xả stress. Anh sẽ làm cho em hết buồn. Em sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. Lại uống rượu chứ gì? Em uống rồi mà cũng đâu có bớt đâu. Không, cái này không phải là rượu. Nó vui hơn rượu nhiều. Là cái gì vậy? Có phải ma túy không? Cái đó là thuốc độc đó. Em không có chơi đâu. Không, không, không phải là ma túy. Chỉ là đá thôi. Đá cũng là ma túy. Em nói như vậy là em không hiểu như thế nào về đập đá rồi. Đập đá nó khác xa ma túy. Ma túy là kẻ thù, đúng. Nhưng đập đá là bạn, chứ không phải là kẻ thù. Nó giúp cho chúng ta giải sầu, nhưng mà không đeo bám chúng ta suốt đời. Khi nào muốn bỏ, ok, bỏ thôi. Không ai dính tới ma túy mà bỏ được hết, anh có biết không? Đúng, đúng, đúng. Nhưng mà đối với những người yếu đuối, thiếu ý chí, còn với những người mạnh mẽ, thì ma túy không là cái đinh gì hết. Em tin anh đi. Anh nè, anh đã từng sử dụng ma túy, nhưng mà vẫn bỏ được thôi. Em không có tin đâu. Từ trước tới giờ, có khi nào anh nói dối em không? Anh nè, anh đã từng nghiện ma túy rất là nặng. Nhưng mà chỉ cần vài ngày đi tắm biển, không suy nghĩ gì đến nó, ok, là bỏ. Nhưng lúc anh buồn, anh lại sử dụng lại, rồi xong, rồi bỏ. Đơn giản vậy thôi. Ừ, thiệt mà. Em là một cô gái mạnh mẽ. Có chuyện mà chơi hàng trắng, nó không là cái đinh gì đối với em hết. Nhưng mà ở đây, mình chỉ đập đá thôi. Cái loại này so với ma túy chỉ là một con kiến so với con voi. Em hiểu không? Thôi đi anh ơi, cái nào thì em cũng không có chơi đâu. Ok, nếu như em không thích cũng không sao. Tối nay cứ đi chơi với anh. Cuộc đời này nó ngắn ngủi lắm. Bây giờ em buồn vì chuyện của má em. Biết đâu ngày mai anh chết trước má em rồi sao? Anh nói thật đó. Không ai biết được tương lai của mình như thế nào. Thì bây giờ mình cứ mỉm cười với cuộc đời. Mình cứ sống hết mình. Mình cứ chơi hết sức. Mình hãy cứ thật sảng khoái. Giống như ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình vậy. Em hiểu không? Ok. Đối tượng đang đi với một cô gái, chắc là Châu Anh. Tôi biết rồi, cứ tiếp tục theo dõi. Theo như tên vừa bị bắt ở Vũng Tàu báo về, rất có thể tối nay tên buôn hàng sẽ giao dịch ở vũ trường. Tôi biết rồi. Uống gì em? Mình uống nhiều quá rồi. Đẹp chán quá. Uống được cũng đâu có hết buồn đâu. Thôi mình đi về đi. Cái gì? Đi về chừng này buồn hơn nữa. Cứ ở lại đi chơi nha. Uống tiếp đi. Em buồn không? Mình cùng bên kia ngồi đi. Anh sẽ có cách làm thêm luôn. Vào bên đó đó. Báo cáo, hai đối tượng đang di chuyển về bàn góc trong. Cứ theo dõi tên giao hàng để coi hắn có xuất hiện hay không. Dạ rõ.
Em ngồi đi chơi đi, em sẽ hết buồn đi. Cái gì vậy? Đây là thuốc tình tứ. Anh Minh, đây là ma túy hả? Cái gì mà ma túy? Đây là thuốc tình tứ. Nó sẽ làm cho người ta hết buồn. Em hiểu không? Em không thử đâu. Em cứ chơi thử đi. Anh đảm bảo với em, em chơi cái này xong, em sẽ vui vẻ hết. Anh bảo đảm với em mà chơi cái này rồi, chắc chắn em sẽ gặp má em ở đây. Má em sẽ luôn ở bên cạnh em. Có thiệt không? Thiệt, anh đã nói với em rồi mà. Chứ thật em chơi cái này, mỗi đứa em muốn thấy, em sẽ thấy được. Em sẽ không buồn nữa. Ủa chứ em, để quên hết mọi việc. Em, quên hết nhé. Uống đi. Cho anh. Em sao vậy? Cho anh. Cho anh. Trời. Trời. Chim sách gì mới nói về. Tối nay tên giao hoàng sẽ không tới buổi trường. Vậy hả? Tôi nói đó đi với tình là người của Tâm quan tâm. Tôi biết. Có thể được. Cô ta sẽ giữ ứng tí. Nếu cô ta vẫn tiếp tục ở bên Thế Minh thì việc cô ta nghiện ma túy chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta còn thể cứu một cô gái, thậm chí nhiều cô gái, nếu như tệ nạn ma túy vẫn còn hoành. Chỉ khi nào không còn những kẻ buôn ma túy thì lúc đó mới không còn những người nghiện ma túy. Tôi sợ rằng chúng ta đang nhắm tới những người lớn lao quên đi những điều lớn, nhưng chính những điều lớn lao mới đưa tới những điều lớn lao, giống như tình cá nhân mới làm nên xã hội được. Tôi cũng đồng ý với cậu, nhưng nếu chúng ta chỉ chăm chăm lo cho một cá nhân mà quên đi tập thể thì xã hội chúng ta đã đoạn nên. Hôm nay tôi thật sự cũng thấy đau lòng vì không thể nào cứu được cô gái. Nhưng nếu việc cứu cô gái đó mà chúng ta lộ gì, hàng trăm cô gái khác sẽ bị nguy hiểm. Chỉ khi nào chúng ta bắt được ông Trừng, nhiệm vụ của chúng ta là bắt người ra, chứ không phải bắt những người có hàng. Cái chính là phải bắt được tên Trùm. Mai,
Châu Anh, em sao vậy? Không sao đâu. Nè, anh hai đi đâu rồi? Anh hai... Chắc con Linh diếm với thằng đệ tử mới. Chắc là đi kiếm cơm đen về cho tụi mình thôi. Cơm đen là sao? Trời đất ơi, trước giờ mấy cái đứa như tụi mình có bao giờ ăn cơm trắng như người bình thường đâu. Toàn là ăn cơm đen hết á. Hiểu không? Cơm đen hay hàng trắng gì cũng vậy hết trơn á. Hồi xưa nó kêu là cơm đen, bây giờ nó kêu là hàng trắng, là kẹo, là đá, là ke. Nói chung là đường nào cũng dẫn lên bàn thờ hết trơn á. Mà tụi mình lên trển làm gì? Ngồi hửi nhang khói và ngắm gà khỏa thân. Không có đâu nha. Chỉ có mấy ông ghiền thôi, chứ tôi không có ghiền. Để rồi coi. Một ngày không phê là một ngày dài lê thế. Mệt quá. Khi nào thằng hai mới về? Mà cái thằng đệ tử mới là ai vậy? Gì vậy? Đếm tiền cũng lâu nữa. Bà nó, cái bóp nhìn sang trọng mà tiền không tới 1 triệu nữa. Hai cái thẻ, thôi giữ lại cà ke. Nè, lấy về trăm chia nhau xài đi. Con này bèo quá. Cảm ơn anh hai nha. Mà anh hai nè, tụi mình có ra quân nữa không? Ra cái gì nữa? Chán bỏ mẹ. Tao sẽ tìm cách khác. Cách này chắc đói cả lũ. Anh hai. Tao không quên đâu mà lo. Nè, chia nhau chơi đi. Vô chơi mày. Cái thằng này. Em đi nhanh. Coi cái lũ vô tích sự, chẳng làm được con mẹ gì hết. Alo, cái gì đây? 9 giờ tối mai, tại quán bà cũ, đại ca gọi mày tới. Ổng là ổng nhắm mày rồi đó. Mẹ đó, lúc tao cần á, thì ổng biến ra mất tiêu vậy. Trong thời gian này, đại ca ngửi thấy mùi cơm, cho nên ngừng chuyển hàng. Mà mày thiệt là quá đáng. Ra ngoài làm ăn, mà mày cứ gái gú,
say xỉn suốt ngày. Đại ca không có thích đâu. Sơ sẩy một cái là tụi cơm nó túm cổ mày liền. Làm ăn lớn mà cứ đón trước rào sau. Làm ăn còn mẹ gì nữa. Mày nghĩ như vậy là không đúng rồi. Càng làm chuyện lớn á thì càng phải cẩn thận, phải suy nghĩ kỹ càng. Chứ khơ khơ như mày á, ra ngoài làm ăn thiệt á thì chỉ có nước chết. Mà thôi, tối mai qua gặp đại ca đi. Đại ca sẽ chia sẻ cuộc đời và sự nghiệp cho mày. Đảm bảo mày thích liền. Bây giờ tao cần thuốc. Còn mấy thứ khác mày đừng bao giờ nhắc nữa nha. Thôi được rồi, nếu mày không muốn gặp đại ca á, bây giờ mày qua gặp tao được không? Mày làm gì mày hối như vậy hả? Mày để tao suy nghĩ đi. Có gì tao gọi mày sao? Ok, cứ từ từ mà suy nghĩ đi. Em sao vậy? Em bệnh hả? Có chuyện gì? Nói anh nghe. Tại sao anh lại làm như vậy? Anh có làm gì đâu. Anh đã dụ em để em bị nghiện thuốc có đúng không? Anh nói anh yêu em, mà tại sao anh làm như vậy? Em yêu à? Anh làm như vậy cũng chỉ là muốn em bớt buồn thôi. Anh đừng làm bộ yêu thương em như vậy. Thật ra anh chỉ muốn ràng buộc em thôi đúng không? Em muốn hiểu sao cũng được. Em cần thuốc thì anh đưa, chứ đừng có làm mềm nữa. Chán ngấy mấy đứa làm mềm. Tối muốn đi vũ trường thì đó anh đưa đi. Không được, không được. Không được. Không. Tưởng mày mạnh mẽ lắm chứ, cuối cùng cũng chỉ là một con nghiện đói thuốc.
nhưng cũng phải tính công ăn việc làm cho mày thôi. Không lẽ nuôi mày hoài sao? Alo. Dạ, đại ca hả? Dạ, sao đại ca? Dạ, em mới gọi cho Minh rồi. Nó kêu để cho nó suy nghĩ. Dạ, sao đại ca? Thằng Minh đâu, nó dám pha chế thuốc giả hả? Tha cho em đi đại ca. Tha cho mày hả? Mày dám phản tao hả mày? Hả? Em biết tội rồi đại ca. Cái này là cái gì đây? Hả? Mày dám tự chế thuốc giả để giao cho khách hàng kiếm lời hả mày? Hả? Đại ca, em biết tội rồi đại ca. Được. Nếu như vậy thì... mày giọng hết cho tao! Nuốt vô! Mày nuốt vô hết cho tao! Mày nuốt! Mày nuốt cho hết cho tao! Đại ca! Đại ca! Tha cho em đi đại ca! Lần sau em không dám nữa! Đại ca! Còn lần sau nữa hả mày? Tao nói cho mày biết, làm ăn là phải có uy tín, nếu không đối tác sẽ giết mình chết trước, mày hiểu không? Mà mày chết á, cái mạng chó của mày không đáng gì hết. Mà người ta giết tao đi nè. Đại ca, tha cho em đi đại ca. Nếu như sếp mà biết mày dám lừa dối ổng, dám qua mặt ổng, thì ổng sẽ giết mày chết trước khi tao đập đầu mày. Đại ca, cái bạn của em là của đại ca. Đại ca tha cho em đi đại ca. Đại ca, bây giờ mày muốn chuộc lỗi lắm đúng không? Đại ca. Dạ đại ca. Mày làm cho tao một chuyện. Dạ, mười chuyện em cũng làm nữa đại ca. Đại ca tha cho em đi đại ca. Dạ. Em. Sao? Mày không dám làm chứ gì? Dạ. Dạ, em làm đại ca. Em làm. Mày đi đi. Tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Đại ca. Dạ, đại ca. Còn mày, mày phải gặp và thuyết phục Thế Minh cho tao. Tao đã từng thấy tụi nó đánh cướp. Sở dĩ tao chọn nó là vì nó và tụi đồng bọn của nó rất liều lĩnh. Hơn nữa nó là một thằng có học, rất phù hợp với điều kiện kinh doanh hiện tại, đòi hỏi sự tinh vi hơn là những đứa mua bán cổ truyền. Vả lại, đặc biệt quan trọng, nó là một thằng ghiền nặng. Chính vì vậy mà tao sẽ khống chế nó một cách dễ dàng. Dạ, em hiểu rồi. Tôi có việc ra ngoài một chút. Dạ. Dạ, con nghe nè mẹ. Khoan đã.
Ông sao vậy? Ê, nè. Ông ơi, ông sao vậy? Ông sao vậy? Má, má ơi, má. Châu Anh, ngồi đi con. Má ơi, con xin lỗi má. Thật sự, con không biết ngày má ra tòa. Chuyện đã qua rồi, đừng có nhắc lại nữa con à. Nhưng mà má phải tha thứ cho con, thì con mới nhẹ lòng được. Bây giờ con cảm thấy con bâng khuâng với má lắm. Nếu như mà lúc đó có con, còn khai ra mọi chuyện thì má đâu có phải. Châu Anh à, má đã nói là chuyện qua rồi, con đừng có nhắc lại nữa mà. Má ơi, má có khỏe không? Má đỡ nhiều rồi, má không sao đâu. Dạo này con làm gì? Dạ, con đi phục vụ trong quán ăn, buổi tối còn vẫn đi học thêm đó má. Con nói dối má phải không? Má biết con nói dối thì má hỏi con làm gì? Con có gặp Dưỡng không? Dạ không. Dù sao, Dưỡng cũng là người ơn của má con mình. Cái gì? Má có lộn không vậy? Cao Dưỡng đáng ghét đó mà là người có ơn với lại má con mình hả? Sao con thay đổi nhiều vậy? Trước đây con đâu có như vậy. Con lanh lợi, dễ thương, nhưng hiền lành, chứ đâu có nóng nảy, cục cằn như bây giờ. Con xin lỗi má. Thật ra, khi má có thai con được vài tháng, thì cha con đã bỏ đi. Lúc đó, má đau khổ, bơ vơ, không nơi nương tựa. Nhiều lúc, má muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho má con mình. May mắn sao, lúc đó, má gặp Dưỡng con. Vậy mà má để con lầm tưởng ông ấy là cha ruột của con suốt mấy năm về trước. Nhưng dù sao ông ấy cũng đã lo cho con như một người cha ruột mà, đúng không? Nhưng bây giờ ông ta lại không lo cho con. Ông ta đã công khai ra mọi chuyện để cho một mình má gánh tội. Ông ta đã gây ra bao đau khổ cho má. Vậy mà má vẫn bênh vực ông ta, cũng chỉ vì người đàn bà đó. Châu Anh à, má xin con, con hứa với má một điều được không? Má muốn con hứa điều gì? Con hãy để yên cho Dưỡng, quên mọi chuyện đi, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện trả thù nữa, được không con? Họ đã gây ra đau khổ cho má, con sẽ không bao giờ để cho họ yên một giây phút nào hết. Nhưng trước đây, má đã từng có thời gian hạnh phúc với Dưỡng của con. Bây giờ không còn yêu nhau nữa thì cũng nên để Dưỡng của con đi tìm hạnh phúc mới của mình chứ. Nhưng mà tại sao má cứ bênh vực họ? Họ có đáng để cho má bảo vệ như vậy không? Má hiền lành nên mới bị người ta chà đạp. Còn con không muốn như má. Châu Anh à, con có biết vì sao má đứng ra nhận tội cho Dưỡng của con không? Vì chính má, má mới là người có lỗi trước. Khi Dưỡng con lấy má, Dưỡng con không ngờ là má đã có con. Má day dứt vì điều đó suốt cả đời. Bây giờ, nếu mà má có ở tù mấy năm,
mà có thể trả được cho Dưỡng con món nợ ân tình thì má cũng thấy mãn nguyện. Nhưng mà Châu Anh à, má được cô Tâm xin lãnh đạo cho má được làm ở trạm y tế ở trại giam này. Tâm trí thanh thản mà cũng không phải làm gì cực khổ, đã là may mắn lắm rồi. Mình mang ơn cuộc đời thì phải trả ơn cuộc đời chứ con. Má, Châu Anh. Má, nghe má nha con. Dạ. Mày vẫn dứt khoát không làm đại lý cho đại ca tao sao? Không. Nghĩ kỹ một chút đi. Cơ hội này không phải lúc nào cũng có đâu. Mày làm cho đại ca tao, tiền đếm mỗi tay luôn đó. Chẳng lẽ mày cứ mua nhỏ giọt rồi phát lại cho bọn đàn em thì bao giờ mới giàu? Đã chơi thì phải chơi cho đáng. Tao sợ chết lắm. Đâm thuê chém mướn hay giật dọc gì đó cũng được, bất quá tù vài năm. Còn buôn bán chứ đó, chỉ một gói nhỏ cũng chết đi chơi. Ông Trùm, ông làm 20 năm mà có ai bắt được ổng đâu. Đại ca ta theo ổng 10 năm nay rồi đó, mà chỉ thấy ổng ngày càng giàu sụ, chứ có chết chóc gì đâu. Cái đó là hên xui thôi. Có đứa bán mới vài ngày thôi đã vô khám rồi. Còn với tao á, tao chỉ muốn yên thân. Có tiền á thì chơi, còn không có thì thôi không buôn bán gì hết. Mà có mấy thứ này á, điều khiển mấy lũ âm binh cũng tốt. Tao nghe nói bọn đàn em trung thành với mày, bọn nó chơi rất là đẹp. Nhưng mày có thể bao tụi nó tới chừng nào nếu đô tụi nó ngày càng tăng? Nhưng đến khi mày hết hàng cung cấp cho tụi nó mà nó đang trong cơn phê thuốc thì nó xử tới mày luôn. Tao nói vậy thôi, mày cứ tính đi. Chừng nào á mày muốn kinh doanh thì cứ gọi cho tao, tao giúp vốn. Suy nghĩ làm gì, mai mày cứ ra Long Hải chơi đi. Tao có cơ sở ở đó, buôn bán ma túy tổng hợp loại mới đó, bảo đảm rẻ và phê tới bến luôn. Lúc đó mày có thể chơi thoải mái, nếu thích thì mày bán thứ đó cho đại ca tao. Vậy nha, có gì gọi cho tao. Bye. Long Hải. Cái gì vậy? Con. Cút vô. Nè nè, mấy đứa. Đó. Uống cái gì á? Lấy cái khác mà. Ha. Anh trai gọi điện thoại cái. Dạ. Một đá. Dạ anh chị dùng gì? Dạ. Alo. Tôi đang ở Long Hải. Đang ở Khuyên Nghiêm à. Đem hàng tới đi. Được rồi. Anh có phải anh Trí không? Phải. Hãy bất giới thiệu tôi ra gặp anh. Ừ, ta biết rồi. Có hàng không? Đây. Hàng mới đó. Thử đi. Đảm bảo mình lên tận trời xanh. Bao nhiêu tiền? Cái này ta cho mày thử. Nếu mày thích thì bán cho tao. Mày cứ suy nghĩ đi. Nè mấy đứa, uống cà phê xong á, anh sẽ dẫn mấy đứa đi tắm biển. Thư giãn nghỉ ngơi đi. Và nội trong tối ngày hôm nay, anh sẽ cho tụi bay thử đá mới. Chắc chắn á là sẽ lên tới mây luôn. Ê, tao biết mày chuẩn bị nói gì rồi đó Cún. Nói gì?
Một ngày không phê là một ngày dài lê thê. Ôi ôi, mày giỏi quá Diễm. Thôi thôi, uống cà phê nhanh nhanh đi, rồi đi. Rồi. Nơi đây chỉ là địa điểm giao hàng, tên kia cũng chỉ là tên vận chuyển. Vậy là nơi đây chỉ là nơi tập kết hàng ra, chứ không phải là nơi sản xuất. Không lẽ loại hàng mới này được nhập từ đường biển vậy? Còn cháu anh chỉ mới một thời gian ngắn thôi mà cô ấy đã thay đổi vậy rồi. Nè, trả tiền đi rồi đi. Ờ, ai trả tiền, trả tiền đâu, đem tiền theo đâu. Có những lúc thì tôi vui, có những lúc thì tôi buồn, có những lúc tôi bình thường. Như cái giường. Ủa, có anh Thế Minh và mọi người ở đây để coi còn trò gì nữa không?